Sau Anh và Nam Phi, cơ quan y tế Nigeria cũng thông báo về sự xuất hiện của một biến thể mới khác của virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia đều thận trọng khi mà đánh giá mức độ nguy hiểm của những biến thể mới này. Biến thể mới ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, được tìm thấy trong hai mẫu bệnh phẩm được thu thập vào ngày 3 tháng 8 và ngày 9 tháng 10. Theo người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đây là một biến thể mới hoàn toàn khác với những biến thể đã được phát hiện trước đó tại Anh và Nam Phi. Dù chưa thể khẳng định mức độ lây lan và nguy hiểm của biến thể mới, song cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết, cùng cảnh báo tại Nam Phi hồi tuần trước, phát hiện mới này cũng để triệu tập một cuộc họp y tế khẩn cấp tại khu vực ngay trong tuần này. Tại Anh, Nam Phi và hiện nay là Nigeria, ba biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được xác nhận chỉ trong vòng một tuần qua đã phủ bóng lên những nỗ lực toàn cầu trong suốt một năm qua nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Mới đây, thì Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi người dân nước này đón năm mới một cách lặng lẽ và tránh tổ chức các cuộc tụ tập gia đình và bạn bè nhằm kiềm chế sự lây lan của các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng những ngày gần đây. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2020, Thủ tướng Suga khẳng định chưa cần thiết phải áp đặt trở lại tình trạng khẩn cấp và chính phủ sẽ tìm cách khuyến khích các nhà hàng rút ngắn thời gian hoạt động, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của người dân bằng cách hạn chế các cuộc tụ tập càng nhiều càng tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong kỳ nghỉ lễ. Lần gần đây nhất Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp là vào tháng 4 năm 2020. Thủ tướng Suga hy vọng quốc hội nước này sẽ ban hành luật tạo điều kiện cho chính phủ bồi thường cho các nhà hàng, quán bar và các tụ điểm ăn uống bị yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động, cũng như phạt các cơ sở không tuân thủ theo quy định. Theo số liệu từ Viện Peterson về kinh tế quốc tế, Trung Quốc còn thiếu nhiều lượng hàng hóa cam kết mua từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 được ký hồi tháng 1 giúp hạ nhiệt thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Nội dung chính của thỏa thuận là Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ trong hai năm 2020 và 2021 so với số liệu 2017. Dựa trên số liệu thương mại gần nhất của Mỹ, Viện Peterson về kinh tế quốc tế cho biết trong 11 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã mua 82 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ, chỉ hơn nửa con số mục tiêu 159 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2020. Về chủng loại, Trung Quốc đang mua thiếu mọi loại hàng hóa trong cam kết, trong đó thiếu nhiều nhất là năng lượng, ít nhất là nông sản. Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump, cuộc chiến thương mại dẫn đến hàng loạt các biện pháp thuế quan được triển khai. Hai nước còn đối đầu nhau trong lĩnh vực công nghệ, nguồn gốc COVID-19 và vấn đề Hồng Kông. Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, nói ông sẽ không lập tức dỡ thuế mà chính quyền Trump áp lên Trung Quốc. Trước tiên, ông muốn đánh giá toàn diện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và tham vấn các đồng minh để xây dựng một chiến lược hiệu quả với Trung Quốc. Khoảng 85% số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 Sputnik V do Nga sản xuất không có tác dụng phụ trong 3 giai đoạn thử nghiệm. Đó là tuyên bố của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Quốc gia Gamaleya của Nga. Các cuộc thử nghiệm ghi nhận 15% số người tiêm vaccine Sputnik V bị tấy đỏ tại chỗ tiêm và bị đau đầu nhẹ, song triệu chứng này đã hết trong vòng 24 giờ sau khi tiêm. Các dữ liệu thử nghiệm cũng cho thấy vaccine này đạt hiệu quả phòng ngừa lên tới 91,4%. Argentina là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin phê chuẩn việc sử dụng vaccine Sputnik V. Trước đó, hồi tháng 8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine Sputnik V. Trong tháng 12 này, Nga đã triển khai tiêm loại vaccine này cho các bác sĩ và nhân viên y tế ở tuyến đầu với 200.000 người đã được tiêm phòng. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành, bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có liên quan, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, đồng thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết, sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lợi dụng dịp lễ Tết cao điểm tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn đến thị trường giá cả. Theo báo cáo được công bố, công ty chứng khoán Mirae Asset đã đưa ra những triển vọng tích cực với nền kinh tế của Việt Nam. Theo báo cáo, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Tính đến nay, nền kinh tế Việt Nam hiện đang có quan hệ thương mại với 200 quốc gia trên thế giới thông qua việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, 12 hiệp định thương mại tự do với hơn 57 quốc gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP giữa Việt Nam với 10 quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Công ty chứng khoán Mirae Asset cho rằng việc tích cực tham gia các hiệp định thương mại đã giúp Việt Nam thu hút FDI liên tục trong những năm gần đây. So với năm 2006, thu hút FDI năm 2019 đã tăng hơn 3 lần, từ mức 12 tỷ đô la Mỹ lên 38 tỷ đô la Mỹ. Cổng công khai y tế sẽ công khai 100% thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế.
giá khám chữa bệnh, kết quả xử lý thủ tục hành chính. Đây là mục tiêu của chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Y tế ban hành. Đặc biệt là 100% người dân, các cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế được định danh y tế, người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo khảo sát của công ty chứng khoán Vietcombank thì tính đến thời điểm cuối quý 3, tổng dư nợ được tái cơ cấu theo thông tư số 01 của toàn hệ thống ngân hàng ở mức là khoảng 3,9%. Trong quý 3 và các tháng cuối năm 2020, do sự phục hồi tích cực của nền kinh tế, nhu cầu tái cơ cấu các khoản nợ của các ngân hàng đã vượt qua hai đợt bùng phát dịch bệnh không lớn, nên nhiều ngân hàng không ghi nhận sự gia tăng của dư nợ tái cơ cấu và lãi suất ghi nhận trên danh mục cho vay có sự phân hóa và phục hồi mạnh ở nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt. Trong đó, một số ngân hàng có tỷ lệ dư nợ được tái cơ cấu cao như VPBank 10,5%, TPBank 7,4%, Eximbank 6%, HDBank 4,5%. Lãnh đạo một số ngân hàng thương mại nhận định dư nợ tái cơ cấu phần nhiều đã được khách hàng tất toán và trở lại trạng thái bình thường. Theo Nghị định số 68 năm 2020 sửa đổi bổ sung Nghị định số 20 năm 2017 quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp, ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng lên mức là 30%. Theo Nghị định số 68, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. Cũng theo Nghị định số 68, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 và năm 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng, nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau 4 năm thực hiện thì dù diện tích giảm nhưng mà sản lượng lúa gạo vẫn duy trì ổn định ở mức là 43 đến 44 triệu tấn một năm, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, đáp ứng nguồn cung trong nước và xuất khẩu hàng năm trên 6 triệu tấn gạo. Bên cạnh đó thì gạo bình quân của Việt Nam đã bắt kịp giá gạo xuất khẩu của các nước xuất khẩu top đầu như là Thái Lan, Ấn Độ và có thời điểm là vượt trên cả giá gạo Thái Lan sau nhiều năm luôn ở mức dưới giá gạo của nước này. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì căng thẳng nguồn cung đã đẩy giá căn hộ tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc trung cấp giá bán căn hộ tăng gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi so với năm 2018. Phân khúc giá rẻ dưới 25 triệu một mét vuông đã không còn. Điều này đẩy người lao động thu nhập thấp vào tình cảnh không thể mua được nhà. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đô thị lớn trên cả nước cũng diễn ra tình trạng tương tự. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng giá căn hộ cao vượt xa khả năng chi trả của người dân trong giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tập trung phát triển các loại hình nhà ở giá thấp, bố trí vốn phát triển nhà ở xã hội, xây dựng mới các chung cư cũ. Mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của thị trường chứng khoán Mỹ và ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar Index đã mất hơn 6% trong năm 2020 khi các nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ chính sách tiền tệ phù hợp và kích thích tài khoá để đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế vào năm 2021. Kỳ vọng về sự sụt giảm tiếp theo của đồng đô la đang giúp thị trường chứng khoán phục hồi và tiền tệ của thị trường mới nổi. Chịu ảnh hưởng từ những diễn biến mới của dịch COVID-19, chỉ số Dollar Index giảm 0,11 điểm xuống còn 90,23 điểm. Trong suốt năm 2020, hoạt động dầu khí chịu tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng kép do giá dầu xuống thấp và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế, khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, khép lại năm 2020, vào những thời khắc cuối cùng, một loạt các nhân tố tích cực đã xuất hiện, nhiều nút thắt được tháo gỡ đã kéo giá dầu ghi nhận phiên thứ 3 tăng liên tiếp của dầu thô. Bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 năm 2021 đứng ở mức 48,30 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó giá dầu Brent giao tháng 2 năm 2021 đứng ở mức 51,37 đô la Mỹ một thùng dầu. Thị trường quốc tế có vẻ bớt sôi động trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng thực chất vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh giới đầu tư vẫn lạc quan về gói kích thích kinh tế tại Mỹ và đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi Anh và Liên minh châu EU đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng phức tạp hơn, bất chấp các thông tin khả quan về vaccine COVID-19. Giá vàng thế giới chốt phiên tại Mỹ tăng 7,8 đô la Mỹ lên 1.878,7 đô la Mỹ một ounce vàng. Giá vàng tương lai giao tháng 1 năm 2021 trên sàn COMEX New York tăng 6,5 đô la Mỹ lên giao dịch tại 1.882,1 đô la Mỹ một ounce vàng. Sau đây là những thông tin công nghệ đáng chú ý. Mới đây, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc,
600 chiếc drone máy bay không người lái đã được lập trình để cùng cất cánh bay trên bầu trời nhằm xác lập kỷ lục thế giới Guinness về màn trình diễn thiết bị bay không người lái lâu nhất thế giới. Màn trình diễn kéo dài trong 26 phút 19 giây trên bầu trời đêm với hiệu ứng đèn tự động tắt bật để tạo nên những màn tạo hình ấn tượng. Chủ đề của màn trình diễn là nhằm tôn vinh danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Các tác phẩm nổi tiếng của ông đã được tái hiện một cách độc đáo và thú vị trên nền bầu trời. Cả 600 chiếc máy bay không người lái trong màn trình diễn này đã được phát triển bởi EFY Technology, hãng công nghệ chuyên phát triển hệ thống điều khiển cho thiết bị bay không người lái có trụ sở tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Những chiếc drone đều được lập trình sẵn để bay tự động và tự tắt bật đèn thay vì có người điều khiển từng chiếc một. Công nghệ thanh toán không chạm thông qua quét tĩnh mạch được tích hợp bên trong một thiết bị phát triển bởi tập đoàn Hitachi. Thiết bị có khả năng đọc các đường vân tĩnh mạch trên các ngón tay của từng người. Dữ liệu sẽ được liên kết với thông tin thẻ tín dụng qua dịch vụ điện toán đám mây, cho phép khách hàng mua sắm mà không cần mang theo ví hoặc điện thoại di động. Các nhà phát triển cho biết công nghệ này sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nguyên nhân là bởi các đường tĩnh mạch khó làm giả hơn vân tay vì chúng nằm bên trong cơ thể. Một công ty khởi nghiệp khác ở Tokyo là Nomi cũng đang phát triển hệ thống giúp nhận diện tĩnh mạch từ lòng bàn tay và đang hướng đến việc sử dụng nó để thanh toán. Phần cuối của chương trình như thường lệ là chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Các nhà quản lý luôn là những người rất giỏi giang, khéo léo trong việc truyền đạt thông tin, khơi gợi cảm hứng làm việc từ nhân viên của mình. Tuy nhiên, không phải ông sếp nào cũng có khả năng dàn xếp những mối bất hòa mỗi khi có xung đột trong nội bộ công ty. Cuốn sách Nghệ thuật giải quyết vấn đề trong giao tiếp sẽ giúp bạn đọc xử lý vấn đề trên một cách triệt để. Có một thống kê trên thế giới đã chỉ ra rằng 85% những người thành công là nhờ vào giao tiếp, chỉ có 15% là nhờ vào năng lực chuyên môn. Bởi vậy, cũng không quá ngạc nhiên khi khẳng định rằng giao tiếp là cánh cửa quan trọng để dẫn tới thành công. Do đó, cuốn Nghệ thuật giải quyết vấn đề trong giao tiếp, một cuốn sách thú vị cung cấp những giải pháp hữu ích và mới mẻ về giao tiếp cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Với lối viết dễ hiểu và hấp dẫn, cùng minh chứng của hàng loạt những nhà quản lý nổi tiếng thế giới, cuốn Nghệ thuật giải quyết vấn đề trong giao tiếp của tác giả Nanette Caron, một thành viên có năng lực hàng đầu trong Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ, sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp hiệu quả để bạn làm việc với đối tác và nhân viên của mình. Đó là những kinh nghiệm quý báu để giữ vững các mối quan hệ, trau dồi kỹ năng lắng nghe, cách đưa ra những phản hồi hữu ích để khuyến khích nhân viên hợp tác, phương pháp để hiệu quả hóa việc ủy nhiệm và những cải tiến để nhanh chóng biến ý kiến thành hành động thực tế. Mục điểm sách từ đây xin phép được khép lại. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với MC chính của Bữa sáng doanh nhân. Chương trình Bữa sáng doanh nhân xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.